Nửa đêm chú mèo biết kêu ông nội ơi, khiến dân tình xem được đều sởn da gà vì quá giống. Ông nội ơi. Chắc hẳn ai trong thôn, những chú mèo khi ở gần con người làm chúng ta cảm nhận được dường như nó ngày càng giống người hơn, và thậm chí có con còn hiểu và nói luôn tiếng người. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ một clip quay lại cảnh chú mèo biết gọi ông nội ơi, khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, hoang mang đến thích thú vì quá rõ ràng. Khi cô chủ nhìn thấy chú mèo đang đứng trước cửa phòng ông nội nên đã bảo chú mèo gọi ông nội ơi, và quá thật thì chú mèo ấy đã nói y như tiếng người, thậm chí giọng điệu còn mang đậm tiếng miền Nam. Ông nội ơi, ông nội. Ông nội ơi. Nghe xong, chủ nhân của chú mèo đã bật cười khoái chí vì không nghĩ bé mèo nhà mình có thể nói tiếng người rành rỏi đến như vậy. Sau khi clip được chia sẻ thì đã thu hút được rất nhiều lượt xem và quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người còn đùa nhau rằng nửa đêm mà nghe nó kêu như vậy chắc xách dép mà chạy không kịp quá. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.